xin được cảm ơn người mẫu nhà thiết kế Nguyễn Vĩnh Vinh rất nhiều ạ. Tiếp theo cùng chào đón trên thảm đỏ của chúng ta diễn viên Kiều Minh Tuấn. Dạ, xin được chào anh Kiều Minh Tuấn ạ. Siêu sao quốc tế, tưởng là đổ bộ tại Việt Nam, không, mới chứng xuất hiện dưới một ngôi sao Hàn Quốc. Cảm xúc của anh lúc này như thế nào và đặc biệt là mình quan tâm với những đề cử nào của giải thưởng này sắp sang năm nay? Thì là cảm xúc rất là vui, hạnh phúc và rất là hân hoan và rất là mong chờ đề cử của Hiếu thứ hai. Mày đừng có nghe Hiếu thứ hai cơ. Mà anh hỏi nhỏ là anh có bí quyết nào mà càng ngày càng trẻ càng đẹp không? Anh có thể chia sẻ nhiều hơn được không? Dạ nhờ anh truyền tải nhiều cái thông điệp tích cực đến mọi người qua các video của anh đúng không ạ? Và hôm nay thì tại thảm đỏ của làng sóng xanh, không biết là anh Kiều Minh Tuấn có thể gửi một thông điệp đến mọi người được không ạ? Thông điệp gì đâu? Dạ thông điệp tiếng Anh càng tốt ạ. Và anh khó quá. Khó. Nói chung là biết thông điệp gì, chỉ mong là mọi người cố gắng giữ sức khỏe, luôn luôn có tinh thần tích cực lạc quan yêu đời nhất có thể. Nhìn thấy anh là thấy yêu đời, cảm ơn rất nhiều. Mời anh Kiều Minh Tuấn sẽ chụp ảnh với thảm đỏ của làng sóng xanh ạ. Tiếp theo cùng chờ đón suy đoán nguyên một năm qua là anh cày view cho Về Với Em, rồi gần đây nhất là Hoa Cỏ Mùa Xuân luôn, thì mới chúc cho tất cả những dự án âm nhạc của Trâm trong năm 2024 sẽ thật bùng nổ và cảm ơn. Chúc quả hai Trâm sẽ thật nhiều. Và tiếp theo thảm đỏ làng sóng xanh năm nay vinh dự được chào đón anh hai Lam Trường cùng với chị Tư Cẩm Ly ạ. Chào anh chị, thật sự là quá nhiều cảm xúc xuất hiện của anh chị hôm nay. Dạ vâng, em xin được chào hai anh chị ạ. Lúc này là em bảo đảm là tất cả các fan hâm mộ đều rất nóng lòng để lắng nghe những chia sẻ của anh chị trong sự quay trở lại cùng với làng sóng xanh năm nay. Xin được mời anh Lam Trường. Trước thì Lam Trường và Cẩm Ly xin chào tất cả mọi người có mặt trong buổi thăm đỏ và chào giải ngày hôm nay. Thật đó là hôm nay Trường với Ly bước đến với buổi trao giải ngày hôm nay thì rất là nhiều cảm xúc. Là bởi vì Trường với Ly là một trong những chiến binh lâu năm của làng sóng xanh từ những ngày đầu tiên từ năm 1997 tới giờ. Rất là lâu ạ. Và hôm nay thì khi tới và thấy là cái sự thành công rực rỡ của làng sóng xanh đã khẳng định. Và hôm nữa thì các thế hệ các bạn trẻ sau này kế thừa rất là tài giỏi và luôn luôn đem lại những cái màu sắc âm nhạc tuyệt vời. Và hôm nay Trường với Ly nói chung là tâm trạng vừa cảm xúc mà hoài niệm mà vừa cũng hồi hộp là không biết là lát nữa mình sẽ chứng kiến được là giải thưởng nào sẽ được đề cử và ai sẽ là người được danh dự những cái giải của làng sóng xanh năm nay, nên hai đứa rất là hồi hộp. Còn chị Cẩm Ly thì như thế nào ạ? Thật ra thì Ly cũng giống như Trường thôi, nếu mà khi mà quay trở lại đây thì thật sự là ký ức của làng sóng xanh sống dậy rất là nhiều. Trường ha, nhớ có nghĩa là những cái hình ảnh lúc mà trong những cái đêm nghỉ làng sóng xanh đó dự giải là mình cảm thấy rất là vui. Và hôm nay trở lại đi tâm thế là một người đi trước rồi, rồi là già rồi lão làng rồi, đến đây để cùng chia vui với những thế hệ sau này. Và Ly hy vọng rằng làng sóng xanh của mình là vẫn sẽ mãi xanh và xanh tươi hoa hoa luôn. Hai chị mãi là huyền thoại trong đầu tụi em đó. Cảm ơn chị rất nhiều. Quý vị thân mến, trên thảm đỏ làng sóng xanh 2023, We Are The Future lúc này là ca sĩ Lâm Phúc và Pia Linh. Xin mời hai bạn sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trên thảm đỏ cùng với chúng tôi ạ. Sự đổ bộ của dàn sao hùng hậu chúng ta trên thảm đỏ ngay lúc này thì tất cả quý vị ạ. Sau sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Phúc và Pia Linh, tiếp theo chúng tôi cùng trân trọng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Cao Thái Sơn. Xin được chào anh Cao Thái Sơn. Dạ, Cao Thái Sơn ạ.
lại gặp anh là một lễ trao giải rất đặc biệt của năm ạ. Cảm xúc của mình như thế nào cùng với khán giả của ngày sớm sau? Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện trên thảm đỏ làn sóng xanh, nữ ca sĩ Hòa Minh Di. Wow, đang thị màu của chúng ta hôm nay rất lộng lẫy ạ. Xin mời Hòa Minh Di sẽ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên thảm đỏ. Hòa Minh Di thân mến, được buổi tối ngày hôm nay thì Hòa Minh Di cũng có rất nhiều những đề cử, thì lúc này mình đang chờ đợi đề cử nào, mình có thể chia sẻ nhiều hơn được không? Thực ra thì quên mất. Xin chào tất cả mọi người. Thực ra thì em hôm nay có tới 4 đề cử. Rất nhiều đấy. Trong các đề cử đó thì hầu như là đều là những đề cử hết sức là quan trọng và mà em nữ ca sĩ của Nam Trang. Nữ ca sĩ của Nam Trang. Cho nên là em ngày hôm nay thì tới đây với một cái tâm thế là ok, nhiều cúp càng tốt. Ai cũng mong là mình sẽ được càng nhiều giải thưởng càng tốt. Nhưng mà trong đề cử, trong bảng đề cử của các nữ ca sĩ cũng như là các đề cử mà em có thì hầu như các sản phẩm và các anh chị em ca sĩ đều rất là xứng đáng. Cho nên là ai được thì em cũng sẽ cổ vũ rất là lớn và hy vọng là mọi người sẽ đón xem chương trình Làn Sóng Xanh hôm nay. Mang vương miện ra trao luôn được không? Yes. Câu trả lời quá hoa hậu luôn á. Và Hòa Minh Di thân mến, hồi nãy trong phần mà giao lưu với Tăng Duy Tân đó, thì Tăng Duy Tân cũng có hé lộ một chút xíu về phần trình diễn đặc biệt rồi, thì bây giờ Hòa có thể hé lộ thêm một xíu nữa để cho quý vị có thể tiếp tục đồng hành với Làn Sóng Xanh đến những phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay được không ạ? Tân đã nói gì rồi ạ? Nói là có một cái phần đặc biệt với Hòa. Thì em cũng có một phần rất là đặc biệt với Tân. Đấy, mày muốn đấy rồi. Em nghĩ là nếu mà mọi người theo dõi chương trình chắc chắn là sẽ đón xem một tiết mục chưa từng có. Ồ, một tiết mục chưa từng có và chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ chờ đợi. Cảm ơn Hòa Minh Di rất nhiều. Cảm ơn bạn. Mến chúng. Cái thảo động của chúng ta hiểu thứ hai và hai. Cùng cái đó, hãy chắc thôi. Và thảo đỏ của chúng ta chắc chắn sẽ nóng hơn bao giờ hết, thưa quý vị. Xin mời quý vị thứ hai là đăng ký. Chúng ta chờ hai bạn. Cảm xúc của mình như thế nào khi mà báo chí và truyền thông nhận định của tất cả chúng ta năm nay Làn Sóng Xanh là sự đổ bộ của thế hệ Gen Z, sự trỗi dậy của Gen Z, thì các bạn nghĩ như thế nào? Đầu tiên thì em xin phép thay mặt với lại Negip là xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Thì câu hỏi vừa rồi thì em nghĩ là nó sẽ là một cái điều đối với em, bản thân em là một cái gen, một người Gen Z thì em cảm thấy khá là hạnh phúc khi mà được ngắm nhìn những cái bạn mà đồng lứa với mình đang có một cái sự nghiệp thật là tuyệt vời, và hy vọng là cái điều đó sẽ càng ngày phát triển hơn nữa. Thiếu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay của có rất nhiều những đề cử, thì lúc này bạn đang trông đợi vào đề cử nào nhất? Em có cái đề cử nào mà gọi là chiến thắng trong lòng của khán giả được không? Chiến thắng trong lòng khán giả được không kìa? Cái đó chứ thôi. Dạ, còn nói chung thì có cái đề cử cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà là cuối cùng thì mình làm âm nhạc thì cũng vì tất cả khán giả đang có mặt ở đây thôi ạ. Còn đi ghép thì sao? Để giờ ít nói quá.